Sáng ngày 28 tháng 8, Đoàn Thanh niên phường Trần Thành Ngọ tổ chức khánh thành công trình bức tường xanh thanh niên. Công trình bức tường xanh thanh niên được đoàn viên thanh niên phường Trần Thành Ngọ thực hiện tại ngõ 232 Trần Thành Ngọ. Sau 7 ngày triển khai, bức tường đã được cải tạo và hoàn thiện với tổng diện tích 42 m tổng kinh phí thực hiện là 6,5 triệu đồng. Công trình không chỉ làm đẹp khu vực trước đây thường xuyên bị xả rác bừa bãi và dán quảng cáo trái phép, mà còn góp phần tuyên truyền bảo vệ môi trường và an toàn giao thông. Công trình thể hiện tinh thần sung kích, Sáng tạo của tuổi trẻ Trần Thành Ngọ trong việc tham gia xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ phường chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập phường Trần Thành Ngọ, ngày 28 tháng 8 năm 1989 đến ngày 28 tháng 8 năm 2024 và 30 năm ngày thành lập quận Kiến An, ngày 29 tháng 8 năm 1994 đến ngày 29 tháng 8 năm 2024.